Xin chào và trở lại chương trình của The LV News, và chúng ta trở lại trận chiến cho chức vị phó tổng thống của nước Mỹ. Không đâu khác là một trong những ứng cử viên cho trận chiến này, đó là bà Christine Noem. Tôi cũng khá là ngạc nhiên về điều này khi thật sự mà bà lại phát biểu như vậy thì có vẻ như bà đang nằm ngoài cái sự vetting của ông Trump rồi. Đây là ứng cử viên hàng đầu cho chức vị phó tổng thống của nước Mỹ, là một người phụ nữ thống đốc tuyệt vời đến từ tiểu bang Nam Dakota. Tới ngày hôm nay tôi vẫn vẫn tin rằng là ông Trump sẽ chọn ông Greg Abbott cho cái vấn đề liên quan đến cái biên giới, năng lượng và kinh tế. Bà Christine Noem nói rằng là tổng thống Trump có thể sử dụng phụ nữ làm người bạn đồng hành. Tổng thống Trump đã từng nhắc bà Christine Noem là một trong những nhân vật phụ nữ tuyệt vời. Thống đốc tiểu bang Nam Dakota Christine Noem ngày Chủ nhật cho biết cựu Tổng thống Trump sẽ được hưởng lợi từ việc chọn người phụ nữ làm bạn đồng hành của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 sắp tới đây. Thì đương nhiên bà đang quảng cáo cho bà, không sao cả. Vấn đề nằm ở chỗ ai cũng muốn cái chức vụ VP này, quý vị. Thống đốc của đảng Cộng hòa nói với chương trình của CNN, các cuộc thăm dò cho thấy ông ấy biết ở những tiểu bang xung đột rằng phụ nữ đã trợ giúp phiếu cho Tổng thống Trump có thể giành chiến thắng. Bình luận của bà được đưa ra để trả lời câu hỏi về việc ông có nên chọn ai làm ứng cử viên phó tổng thống của mình. Thì chẳng khác gì bà nói rằng là Tổng thống Trump nên chọn tôi. Thì nếu mà phát ngôn của từ này thì tôi nghĩ bà cũng đang gặp là nhiều rất là rắc rối và khó khăn. Bình luận của bà được đưa ra để trả lời câu hỏi về việc ông có nên chọn ai làm ứng cử viên phó tổng thống của mình. Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa ra bình luận công khai nào sự lựa chọn của mình. Bà Noem thường được nhắc đến trong các phương tiện truyền thông như một người có thể tranh cử, cho biết cứ bốn người phụ nữ đảng Cộng hòa thì có một người chưa quyết định vì họ muốn có một người phụ nữ nói chuyện với họ về vấn đề họ quan tâm. Và phụ nữ không phải là nguyên khối. Họ không quan tâm đến chỉ một vấn đề. Họ quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe. Họ quan tâm đến việc con cái. Họ quan tâm đến tương lai của họ, cô nói. Thống đốc Christine Noem nói, họ quan tâm đến việc cơ hội kinh doanh và có cái sự nghiệp. Và tất cả điều đó bị đe dọa dưới thời của ông Joe Biden. Như đúng vậy, cái lá phiếu phụ nữ cực kỳ quan trọng. Các chính trị gia khác được coi là đối tác tiềm năng của Tổng thống Trump bao gồm thống đốc của đảng Cộng hòa Bắc Dakota, ông Burgum, thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang Florida Marco Rubio, ông Tim Scott đến từ tiểu bang South Carolina, JD Vance đến từ tiểu bang Ohio, dân biểu Elise Stefanik đến từ tiểu bang New York và Brian Donald đến từ tiểu bang Florida. Đó là những gì mà thật sự chúng ta thấy cái danh sách nó không có Gray Abbott. Mà tôi nghĩ những người mắc nhắc tên trong cái danh sách này tôi nghĩ không phải là ứng cử viên của ông Trump. Khi được bà Dana Bash của chương trình CNN hỏi bà Noem cho biết liệu mình có được xem xét cho vị trí thứ hai hay không, bà nói rằng là tôi nói đi nói lại với Tổng thống Trump rằng ông ấy cần chọn ai để giúp ông ấy chiến thắng. Tôi đã trung thành với ông ấy ngay từ đầu khi ông ấy bắt đầu tranh cử vào 2016. Bà nói và nói thêm rằng ưu tiên của tổng thống là chọn một ứng người bị chọn một người bạn tranh cử có thể cầm quyền ngay từ ngày đầu tiên. Người đó đã có lòng trung thành với ông ấy, người đó có kinh nghiệm và điều hành doanh nghiệp, biết làm CFO nhưng cũng ủng hộ ông trong những chính sách. Cô ấy nói tiếp rằng là tôi không quan tâm, tôi yêu công việc của mình ở Nam Dakota. Tôi quan tâm đến việc tôi muốn thấy Tổng thống Trump chiến thắng và ông ấy biết rằng tôi sẽ làm được điều đó. Thì như vậy, qua cái bản tin này thì chúng ta có thể loại bà Christine Noem ra khỏi cái danh sách ứng cử viên phó tổng thống. Và năm nay sẽ không có một ứng cử viên phó tổng thống là người phụ nữ. Vào tháng 4 thì bà Noem đã xuất bản cuốn sách Không Quay Lại, sự thật về điều sai trái với chính trị và chúng ta đưa nước Mỹ tiến lên. Kể chi tiết một trường hợp cách đây vài chục năm khi nó bà đã hạ gục một chú chó mà mô tả là hung dữ. Nó đã thu hút sự chỉ trích đáng kể, thậm chí từ một số đảng viên của đảng Cộng hòa. Cô viết trong cuốn sách rằng là con chó Cricket không thể huấn luyện được và cũng gây nguy hiểm cho bất kỳ ai cô tiếp xúc.
cũng như không có giá trị gì với tư cách là một con chó săn lúc đó. Tôi nhận thấy mình phải đặt cái con chó xuống. Tổng thống Trump được hỏi về cuộc tranh cãi về cuốn sách tháng trước và nói với Spectrum One tại New York. Bà Noem đã có vài ngày khó khăn, tôi nói thêm rằng ông ấy rất thích bà. Khi được hỏi lại về con chó tại cuộc phỏng vấn Chủ nhật thì bà Noem nói rằng tôi là một người mẹ đã bảo vệ các con của mình khỏi một con vật hung ác. Mọi người đều bị đặt vào những tình huống khó khăn trong cuộc sống và chúng tôi học được từ đó. Trong năm bầu cử của 2020, thì ứng cử viên Kamala Harris trở thành phó tổng thống đầu tiên. Thì tôi nghĩ nếu mà thật sự làm nên lịch sử là phó tổng thống đầu tiên thì cái đám đảng Dân Chủ đã chọn đúng người rồi. Bà Kamala Dunati, khi giao cho bà làm cái gì thất bại cái đó. Ông Biden giao cho bà vấn đề biên giới thì thất bại tại biên giới. Và đó là bản tin đầu tiên. Trở lại bản tin thứ hai quan trọng khác, đó là ông Trump đã chính thức lên tiếng để ủng hộ một cái nhân vật cho chức vị ứng cử viên của Thượng viện tại tiểu bang Nevada. Tiểu bang Nevada năm nay là tiểu bang chiến địa quan trọng và tôi nghĩ ông Trump sẽ chiến thắng tại tiểu bang chiến địa này. Và tôi hy vọng cử tri sắp tới đây sẽ tiếp tục ủng hộ cho ông Trump và ông Trump đã xuất hiện tại Nevada vào ngày hôm qua, gần 20.000 người. Đây là ứng cử viên Thượng viện Cộng hòa ông Sam Brown và ông Trump đã ủng hộ cho ông này. Ông này là một cựu chiến binh, một người đã bị cháy trong cái khuôn mặt là bởi vì ông ta đã tham gia cái chiến trường trong cái trận chiến bên ngoài của nước Mỹ. Tổng thống Trump đã đưa ra lời trắng thành trong cuộc đua sát sao Thượng viện tại Nevada, ủng hộ một đại quý quân đội Hoa Kỳ để nghỉ hưu, đó là ông Sam Brown, để đảm nhận thượng nghị sĩ đương nhiệm của tiểu bang. Tổng thống Trump nói: Sam Brown có sự chứng thực hoàn toàn và toàn diện của tôi. Ông ta sẽ không làm bao giờ chúng ta thất vọng. Ông Brown đã đánh bại của đối thủ cạnh tranh hàng đầu của đảng Cộng hòa Nevada, cựu đại sứ Hoa Kỳ Aileen Gunter, để giành được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Ông Brown hiện là ứng cử viên được yêu thích giành được chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại cái tiểu bang bạc, cùng với 11 đảng viên của đảng Cộng hòa khác nhau đang tranh giành cái đề cử. Ông Rao đã được thống đốc bang Nevada của đảng Cộng hòa, đó là Joe Lombardo, cựu cảnh sát trưởng quận Hoy Clark, tán thành. Cuộc bầu cử sơ bộ của Nevada diễn ra vào thứ ba, ngày 11 tháng 6. Là ngày 11 tháng 6, tức là ngày mai. Tôi nghĩ rằng nhân vật này ngày mai sẽ chiến thắng với sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Người chiến thắng ở cuộc bầu cử sơ bộ sẽ đối đầu với thượng nghị sĩ đương nhiệm, đó là Jackie Rosen tại Nevada, trong cuộc bầu cử tháng 11 của 2024. Sau khi chứng trực thì bà Rosen đã viết trên trang mạng của X rằng bà tin rằng là chương trình nghị sự cấm phá thai, cắt giảm chăm sóc sức khỏe và cắt giảm an sinh xã hội công rao là sai trái Nevada. Rất là sợ chó. Thứ nhất, không có đảng Cộng hòa nào mà cấm phá thai cả. Đảng Cộng hòa là trả lại cái vấn đề phá thai cho những tiểu bang. Cái thứ hai, cắt giảm chăm sóc sức khỏe, không có đảng Cộng hòa nào mà cắt giảm chăm sóc sức khỏe cả. Không có đảng Cộng hòa nào mà cắt giảm an sinh xã hội cả. Cái đảng mà cần cắt giảm sức khỏe và an sinh xã hội là đảng Dân Chủ đó chứ. Bởi vì cái lạm phát của Biden gần như đang giết chết cái túi tiền của chúng ta. Ông Rao có nghĩa vụ quân sự là một trọng tâm trong thông điệp chu kỳ tranh cử này và trong cuộc bầu cử thượng viện không thành công trước đó. Ông thường trở về câu chuyện của quả bom ven đường tại Afghanistan khiến cái mặt ông đã bị sẹo nặng, suýt chết. Như những bài học lãnh đạo mà ông ta học được trong còn quân đội. Tổng thống Trump cũng đã khen ngợi người vợ của ông Rao, Amy, một trung úy lục quân của Hoa Kỳ, nói: tôi biết trong cái chương tiếp theo của cuộc đời phục vụ là cùng nhau, họ sẽ tiếp tục khiến tất cả chúng ta tự hào. Đáp lại sự tán thành của Tổng thống Trump thì ông Rao viết trên mạng xã hội rằng ông rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của ông. Ông viết: tôi mong được làm việc với Tổng thống Trump để mang lại một tương lai tốt đẹp cho người dân Nevada, người Mỹ, khi chúng ta đang giành chiến thắng tháng 11 sắp tới đây. Đảng Cộng hòa và một số nhà phân tích độc lập coi cuộc đua Nevada là một cơ hội đón tiếp của đảng Cộng hòa có thể quyết định cái đảng nào kiểm soát cái thượng viện trong quốc hội sắp tới. Đảng Dân Chủ chiếm 51-49 ghế, nhưng phải đối mặt với cái bản đồ cử tri của 2024 đầy thách thức. Họ phải bảo vệ những người đương nhiệm không chỉ ở những bang bảo thủ như Montana, Ohio và West Virginia, nhưng còn những tiểu bang xung đột như tiểu bang Nevada.
Tuy nhiên, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của 2022, nhiều có đồn đoán rằng cái đảng Cộng hòa sẽ giành được Thượng viện và giành được đa số Hạ viện. Cả hai đều không thành hiện thực. Đảng viên đảng Dân Chủ là Masto, thượng nghị sĩ khác của Nevada, đã được gắn cờ trong cuộc bầu cử đó như một chiếc ghế khả thi để có đảng Cộng hòa có thể lật đổ. Nhưng bà đã đánh bại cựu Bộ trưởng Tư pháp Adam Laxalt trong cuộc đua đầy xích sao. Vào tháng 4, thì báo cáo chính trị đảng phái Cook đã tuyên bố cuộc đua Nevada vào Thượng viện sẽ là một cuộc cạnh tranh. Mặc dù trước đó là sự ủng hộ Tổng thống Trump đối với ông Rao trước khi Tổng thống Trump kết án Manhattan. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc một đảng viên của đảng Dân Chủ khác gia nhập cái đội ngũ Tossup, thượng nghị sĩ Jackie Rosen, Political Cook đã viết trong tháng 4. Có nghĩa rằng là cái ghế này là không an toàn cho đảng Dân Chủ. Lâu quá nếu mà thật sự ông Trump chiến thắng Nevada và ông Rao sẽ chiến thắng cái thượng sĩ, thượng viện, thì đây là một tin tuyệt vời cho chúng ta. Sự thay đổi Nevada có thể là hơi ngạc nhiên. Xét cho cùng, đây là bang duy nhất của đảng Dân Chủ ủng hộ cả 2016 và 2020 ở cấp tổng thống, và đảng Cộng hòa đã không giành chiến thắng trong cuộc đua liên bang của tiểu bang ở đây kể từ 2012. Trong khi đó thì cựu tổng thống xuất hiện cùng với ông Brown trong một cuộc rally Nevada vào ngày 9 tháng 6 trước ngày hôm qua, hứa hẹn sẽ chấm dứt cái thuế từ cái tiền tip. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi nói về điều này. Nếu như nhân viên khách sạn và những người nhận tiền tip, bạn sẽ rất vui khi thấy cái văn phòng của tôi chiến thắng. Chúng tôi sẽ không tính thuế đối với những người nhận tiền tip đang tạo ra. Tổng thống Trump nói và đồng thời cam kết rằng đây là một trong cái điều đầu tiên ông ấy sẽ làm trước khi nhậm chức đắc cử cho 2024. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của The LV News, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản tin tiếp theo liên quan đến tình trạng chính trị kinh tế của nước Hoa Kỳ chúng ta. Những tình trạng chính trị kinh tế, mà đặc biệt là cái chính sách mà ước mơ của đảng Biden là nhà nhà có bằng cấp đại học, người người có bằng cấp đại học, rồi nhà nhà có nợ hàng trăm ngàn đô la tiền nợ sinh viên. Tình trạng thiếu cái nhân lực có kỹ năng nghề đang làm tê liệt một số ngành của Hoa Kỳ. Hè này nhiều sinh viên mới ra trường thuộc thế hệ Z sẽ ngay lập tức nhận ra thật phũ phàng rằng họ phải gánh cái khoản nợ học phí cao, nhưng lại có rất ít để bảo đảm sẽ tìm được cái việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Vấn đề này là nan giải vì lý do tại sao nhiều người hiện đang gợi ý rằng khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học theo học ngành nghề kỹ năng không cao chỉ là một giải pháp thay thế phù hợp mà còn nghiên cứu và cứu vãn một số ngành đang bị tuyệt vọng tìm kiếm nhân sự mới. Những cái nghề rất là quan trọng mà cái đảng Dân Chủ thì nó đang trap những cái sinh viên trong một đống nợ sinh viên những cái ngành nghề như là sociology, psychology và nhiều thứ khác nhau. Từ thợ sửa ống nước, thợ điện đến thợ hàn, thợ cơ khí xe hơi cho đến công nhân xây dựng, số cơ hội việc làm trong những ngành nghề thủ công cần cái kỹ năng cao đang vượt qua số nhân sự sẵn có để lấp đầy cái nhu cầu. Theo một nghiên cứu gần đây của công ty tư vấn quản lý McKinsey từ 2022 cho đến 2032, số cơ hội việc làm cho thợ thủ công tay nghề cao hàng năm dự kiến sẽ cao 20 lần mức tăng ròng nhân viên mới hàng năm. Là mức tăng ròng là sự chênh lệch giữa số nhân viên thuê mới, số nhân viên nghỉ làm trong cùng một khoảng thời gian khiến các công ty thiệt hại 5.3 tỷ đô la mỗi năm. Theo một tổ chức bất vụ lợi đại diện cho giám đốc đào tạo nghề nghiệp và kỹ thuật cấp tiểu bang Advanced CTE năm 2023, với sự chú trọng hơn vào tình trạng thiếu lao động tay nghề cao, 47 tiểu bang đã ban hành 115 chính sách liên quan đến cái đào tạo nghề nghiệp và kỹ thuật. Theo ông Calvin, chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Michigan, một phần nguyên nhân khan hiếm trợ thủ công của tay nghề cần thiết là công việc là sự kỳ thị, xin lỗi vì là sự kỳ thị gắn liền với sự lựa chọn nghề nghiệp, thay vào đó là đi đại học. Đúng rồi, chúng ta đã kỳ thị những người có bằng cấp và những người tay nghề. Đối với tôi, những người nào có bằng tay nghề là tuyệt vời. Bằng cấp nó chỉ trau diễn cho một số vấn đề kiến thức căn bản, chẳng hạn như training về y tế, giáo dục, kế toán, CPA vân vân thì cần những cái kiến thức căn bản cụ thể, những phần còn lại cái kinh nghiệm là quan trọng. Ông nói với tờ báo The Epoch Times rằng rõ ràng đó là vấn đề của những học sinh sắp tốt nghiệp trung học. Điều họ không nhận ra rằng những ngành nghề thủ công được mang lại lợi ích toàn diện. Một số công việc có thể mang lại 100.000 đô la mỗi năm,
để có thể chu cấp cho gia đình của họ. Tuy nhiên, một số yếu tố khác có thể thêm cái lòng nhiệt thành cho sinh viên thế hệ Z là thành phần công nghệ hiện có trong nhiều công việc có sẵn này. Mọi thứ đang được điện tử hóa, từ xây dựng mô hình trực tuyến, sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa bằng vô tuyến tới những địa điểm làm việc, cho đến rất nhiều công việc in 3D. Điều đó đang tạo ra cái sức hấp dẫn mới cho một số sinh viên. Tuy nhiên, một số tiểu bang của ngành sản xuất phát triển như Michigan đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi vì tình trạng thiếu thợ thủ công lành nghề. Theo cái Sở Lao động và Cơ hội Kinh tế Michigan, chỉ riêng cái vị trí lao động thủ công tay nghề cao sẽ tạo ra 47.000 cơ hội việc làm hàng năm cho đến 2028. Ông Kohler cho biết trong một cái yếu tố quan trọng mà ông nhận thấy sự thiếu chú trọng vào ngành nghề thủ công cần cái kỹ năng nhiều trường trung học trên toàn quốc bao gồm cả Michigan. Các môn học nghề và nghệ thuật thường là những khoản mục chi tiêu đầu tiên bị cắt giảm trong ngân sách trường học. Ông nói chúng tôi đang vận động nhiều để liên tục tập trung trước cơ quan lập pháp của Michigan xin tài trợ nhằm để hỗ trợ một số môn học như vậy. Nghe này, học sinh cần được thông báo rằng họ sẽ tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề và chứng chỉ có thể kiếm được tiền việc làm chứ không phải là khoản nợ $120,000 học phí cho trường đại học. Tại sao những trường đại học nó vận động hành lang để nó xây một cái giấc mơ này quý vị? Là bởi vì tụi nó kiếm rất là nhiều tiền. Cái tình trạng tướng tối lưỡng nan về việc thiếu thợ thủ công có khả năng cao đang gây ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, bao gồm các công ty xây dựng nhà đang cố gắng bổ sung cho các nguồn cung cấp nhà ở tồn kho đang kiệt và cạn dần ở Hoa Kỳ. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng nhà quốc gia đã nhận thấy một cuộc khảo sát rằng nguồn nhân lực là mối quan tâm hàng đầu của ngành nghề này, với 85% số nhà thầu dự kiến sẽ gặp vấn đề về chi phí và tính sẵn có của nguồn nhân lực trong tương lai, tăng 13% vào 2021. Trong hơn một thập niên, các chủ cửa hàng sửa chữa xe hơi phải chật vật tìm đi đủ kỹ thuật viên để làm việc trên những chiếc xe hơi mà khách hàng của họ mang đến. Theo một nghiên cứu gần đây của Tech Force Foundation, cho thấy số lượng học sinh tốt nghiệp hoàn thành cái chương trình trung học trên lĩnh vực xe hơi đã giảm 20% so với 2020. Mức giảm này là 11.8% xảy ra trong vòng một năm. Tech Force đã báo cáo rằng Hoa Kỳ sẽ cần kỹ thuật viên xe hơi nhiều gấp 4 lần so với số lượng học viên xin tốt nghiệp trong năm tới. Vấn đề nan giải này đã trở thành quen thuộc đối với những người đang cố gắng điều hành cái cửa hàng sửa chữa xe hơi một cách hiệu quả. Chẳng hạn như bà Nico, giám đốc PMR Auto Diesel Repair tại tiểu bang Illinois. Bà nói, chúng tôi chắc chắn vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thợ cơ khí và thường xuyên thiếu người làm. Hiện tại chúng tôi có 5 khoang sửa chữa nhưng chỉ có 3 kỹ thuật viên, bao gồm cả chủ cửa hàng. Bà Miss Kelly cho biết các loại xe đến cửa hàng của bà sẽ để sửa chữa, đang khiến việc tìm thợ sửa chữa có mất kỹ năng cần thiết để sửa chữa như một chiếc xe càng trở nên khó khăn hơn. Xe hơi thời nay không giống như xe hơi hồi của 20 và 30 năm trước, bà nói. Có rất nhiều thiết bị điện tử liên quan, thợ cơ khí phải học lập trình. Bây giờ quý vị thậm chí còn không thể sửa nổi một cái phanh trên một số cái loại xe nếu không biết cách để tắt cái thiết điện tử để tiếp cận chúng. Bọn trẻ ngày nay đã bị ép vào đại học và không được học nghề. Điểm này là điểm rất quan trọng, ép vào đại học và không được học nghề. Vì tuyển dụng PMR đã trở nên khó khăn đến mức công ty hiện đang phải đăng tin tìm người tại Chicago, cách Marion 5 giờ lái xe. Bà Miss Kelly, bà nói rằng là thật lòng mà nói, điều tốt nhất mà chúng tôi có thể hy vọng là họ muốn rời khỏi thành phố và chuyển đến đây như một cuộc sống đơn giản hơn, có việc làm ngay khi đến nơi. Các công ty trên khắp Hoa Kỳ cũng nỗ lực tìm kiếm thợ sửa ống nước, thợ lắp đặt các đường ống, thợ lắp đặt các đường hơi ống nước. Theo Cục Thống kê của Hoa Kỳ tính rằng từ 2031 sắp tới đây, sẽ cần khoảng 48.600 cái vị trí tuyển dụng cho những khả năng đó. Một trong những cái trở ngại lớn hơn đối với những người như ông Kohler và Hiệp hội Xây dựng Michigan là nâng cao nhận thức cho các trường học, các bậc cha mẹ, học sinh rằng những vị trí công việc thủ công sẵn có mà họ có thể đáp ứng được tốt hơn so với những kỹ năng
họ có thể đạt được khi có bằng đại học. Ông nói, họ được yêu cầu phải vào đại học và trở thành bác sĩ, nhưng không phải ai cũng đủ cái năng lực để hành nghề đó. Có rất nhiều người thông minh nên tham gia vào những công việc thủ công này vì mức lương liên quan. Cái tiềm năng là vô hạn đối với họ, thậm chí có thể thành lập công ty riêng của mình. Nghe này, công nghệ AI rất tuyệt, nhưng người ta vẫn chưa tìm cách để áp dụng nó để xây dựng nhà và những cái tòa nhà mới. Wow! Và đó là bản tin về kinh tế, và chúng ta trở lại một cái bản tin tiếp theo là cái vấn đề chiếc xe điện, là chiếc xe Kia. Mấy cái xe Hàn Quốc dạo này cũng gặp rất là nhiều vấn đề nha quý vị. Mà thật sự họ là những hãng xe lớn đó nha. Mà tôi cũng chẳng biết rằng là chiếc xe VinFast tụi nó có hoàn thành được cái mục tiêu của tụi nó hay không. Nhưng mà thật sự đây, nhà phân phối xe Kia America đang thu hồi 463.000 chiếc SUV Telluride, đồng thời kêu gọi chủ sở hữu những chiếc xe này nên đậu xe bên ngoài, tránh xa các công trình kiến trúc khác khi có một số vấn đề khả năng cháy đổ được khắc phục. Theo một cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia của Hoa Kỳ, động cơ của cái ghế chỉnh điện phía trước những chiếc Telluride đời của 2020 và 2024 sẽ ảnh hưởng, có thể trở nên quá nóng như một núm trượt bị kẹt. Vấn đề này có khả năng gây hỏa hoạn khi xe đang đậu yên tại chỗ trong cái quá trình di chuyển. Tài liệu công bố vào ngày 7 tháng 6 cho thấy Kia là một quyết định thu hồi các mẫu sản phẩm vào ngày 29 tháng 5 sau khi nhận được các báo cáo vụ cháy và một số vụ cháy ngầm ghế và 6 cái trường hợp nóng chảy cục bộ ở động cơ nghiêng ghế trong một khoảng thời gian từ tháng 8 của 2022 cho đến tháng 3 của 2024. Không trường hợp nào bị thương tích, va chạm hoặc tử vong nào liên quan được ghi nhận vào thời điểm đó. Báo cáo thu hồi lưu ý rằng cái lực mạnh bên ngoài tác động trên nắp của cái ghế chỉnh xe điện phía trước hoặc là cái núm trượt trên những chiếc sản phẩm Turboride bị thu hồi có thể dẫn đến sự sai lệch trong và hoàn toàn bị lỗi. Để khắc phục cái lỗi này thì các đại lý sẽ lắp đỡ cho cái nắp công tắc ghế chỉnh điện thay vì núm trượt ghế miễn phí cho đến khi những chiếc xe liên quan được sửa chữa và chủ xe được khuyến nghị đậu xe bên ngoài bằng cách xa những tòa nhà. Chết rồi, mua xe kiểu này chỉ có đâm đầu chết thôi. Thư thông báo cho chủ xe sẽ được gửi bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 và thư thông báo cho các đại lý sẽ được gửi trước đó vài ngày. Kia America có trụ sở tại Irvine, California là một nhà phân phối chính thức của Kia. Cái đợt thu hồi này bao gồm 462.869 chiếc cái đời của 2020 và 2024 được sản xuất từ ngày 9 tháng 1 của 2019 đến ngày 29 tháng 5 của 2024. Kia America ước tính khoảng 1% số xe gặp cái lỗi này. Đây không phải là đợt thu hồi duy nhất ảnh hưởng đến chủ xe Kia. Trước đó thì Kia America cũng đã thu hồi 427 chiếc tương tự. Vào mùa thu của năm ngoái, Kia và Hyundai đã công bố các đợt thu hồi đậu xe bên ngoài đối với 3.4 triệu mẫu xe hơi, xe SUV khác do nguy cơ cháy cái khoang động cơ. Trong bối cảnh việc sửa chữa bị trì hoãn kéo dài, các phương tiện và trong số đó tiếp tục lưu thông trên đường nhiều tháng sau cái thông báo đã gây lo ngại nghiêm trọng cho tài xế và những người ủng hộ an toàn cho người tiêu dùng. Hyundai là một trong phần Kia, mặc dù hai công ty đều hoàn toàn hoạt động độc lập. Wow! Trong khi đó thì có cái bản tin cũng khá là ngắn. Cái bản tin này liên quan đến cái vấn đề thu hồi thịt bò. Với thời của Biden thì cái gì cũng mệt mỏi, quý vị thấy không? Từ vấn đề thức ăn cho đến xe hơi và nhiều thứ khác nhau. Vấn đề thu hồi thịt bò này được đưa ra bởi cái khuyến cáo của USDA. Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ đã thu hồi 9 tấn thịt bò đông lạnh. Theo các cơ quan quản lý, hơn 20.000 pound, tức là 9.071 kg thịt bò đã bị thu hồi do không được kiểm tra đúng cách khi vận chuyển vào Hoa Kỳ. Trong một thông cáo báo chí trong tuần này thì USDA, tức là Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ, đã loan báo việc tập đoàn South America Meat
Một bên nhập cảng có trụ sở tại California đã thu hồi khoảng 20.000 pound, tức 9.000 kg. Sản phẩm thịt bò đông lạnh khác nhau do các mặt hàng này không được cơ quan thanh tra kiểm thực thực phẩm của USDA kiểm tra trước khi nhập cảng vào Hoa Kỳ từ Uruguay. Cơ quan này cho biết vấn đề này nằm trong các hoạt động giám sát thường xuyên của họ đối với sản phẩm nhập cảng. USDA khoảng ngày 17 tháng 3, thịt bò đã được nhập cảng từ quốc gia Nam Mỹ này, sau đó được bán lẻ tại tiểu bang California, phân phối nhà hàng và tổ chức tại Arizona, California, Oregon và Washington. Cả công ty này và USDA đều chưa nhận được cái báo cáo, bất kỳ báo cáo nào khi sử dụng cái thực phẩm. Tuy nhiên, trong những tuần này thì cơ quan đã bày tỏ lo ngại rằng một số sản phẩm có thể vẫn được lưu trữ trong tủ đông lạnh của người tiêu dùng, nhà phân phối, nhà hàng hoặc là nhà bán lẻ. Chúng tôi khuyến cáo những cá nhân và tổ chức đã mua những sản phẩm này không nên tiêu thụ hoặc đem phục vụ cho thực khách, mà nên vứt đi hoặc trả lại cho nơi mua. Và đó là bản tin của The LV News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình của LV News tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.